Hơn 250 cán bộ y tế Bệnh viện Thống Nhất tham gia ngày hội hiến máu. Vào sáng ngày hôm nay, 31 tháng 10 năm 2024, Bệnh viện Thống Nhất đã tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo nhân kỷ niệm 49 năm ngày truyền thống Bệnh viện Thống Nhất, 1 tháng 11 năm 1975, 1 tháng 11 năm 2024, với tinh thần tự hào và trang nghiêm. Hàng năm, bệnh viện đều đặn thực hiện 3-4 chương trình hiến máu nhân đạo thường niên. Tuy nhiên, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cho biết, đợt hiến máu lần này có ý nghĩa đặc biệt hơn khi được thực hiện nhân kỷ niệm 49 năm ngày truyền thống của bệnh viện. Đây là một cái hoạt động của quần chúng, đặc biệt là đoàn thanh niên, làm những cái công việc này rất có ý nghĩa. Nó không chỉ có ý nghĩa nhân văn đối với cái công tác khám chữa bệnh, mà nó có ý nghĩa tinh thần đối với cán bộ, viên chức, của người lao động của Bệnh viện Thống Nhất. Nhóm người hiến máu chính của ngày hội là các cán bộ viên chức của bệnh viện. Bên cạnh đó cũng có một số người thân của bệnh nhân nhận thấy ý nghĩa của chương trình nên đã tham gia hiến máu. Do đó, ngày hội đã thu hút số lượng người tham dự đông hơn nhiều so với dự kiến ban đầu là 250 người. Với cái trên cái tinh thần đó thì cái ngày hội hiến máu nhân đạo là một cái ngày hội mà có ý nghĩa rất là cao cả cho những người bệnh cần đến máu, và bản thân tôi là một bác sĩ phẫu thuật thì cũng rất là quý trọng những cái giọt máu mà được hiến ra, hiến tặng cho những người bệnh. Với tôi, mùa nào khi có hiến máu thì tôi đều cố gắng tham gia hiến máu, nhưng đặc biệt trong mùa hiến máu năm nay, một cái tinh thần rất là phấn chấn khi mà nhân dịp kỷ niệm 49 năm thành lập bệnh viện. Và tôi quyết định là hôm nay sẽ hiến máu với cái lượng máu tối đa là 350ml, và hy vọng là góp thêm một đồng hành cùng với cái chương trình. Nhân dịp kỷ niệm 49 năm truyền thống của bệnh viện thì lần này bệnh viện có tổ chức lễ hội hiến máu, thì hôm nay em rất là được vinh dự khi được tham gia ngày hội hiến máu này lần đầu tiên ở bệnh viện, tại vì em cũng là bác sĩ mới của bệnh viện. Lần đầu tiên ai cũng sẽ sợ bị kim đâm, sợ bị mất máu hoặc là sợ vì thấy người khác ngất xỉu. Nhưng mà hy vọng mọi người có thể vượt qua được nỗi sợ đó để mà lan tỏa được tình yêu đến với cộng đồng. Trong từng giọt máu được hiến, mỗi bác sĩ, y tá và người tham gia đều mang theo niềm tự hào lớn lao. Với họ, đây không chỉ là một nghĩa cử nhân đạo mà còn là dịp để bày tỏ lòng biết ơn và gắn kết với truyền thống 49 năm của bệnh viện. Những giọt máu hôm nay không chỉ mang ý nghĩa một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, mà còn nối dài tinh thần nhân ái để ngày kỷ niệm của Bệnh viện Thống Nhất thêm ý nghĩa và sâu sắc.